đuôi, dựng thẳng đuôi, cắm vào. Đó, cắm xuống nha. Nhìn nó như là hình chữ cờ ấy. Vâng. Để nghiêng. Xoắn này. Cắn thứ ba này, cắm vào đây. Tạo thành một lớp xoáy như thế. Vâng. Sau đó nhé, cho le giữa hai lớp này. Bóp đi xuống. Cho le giữa hai lớp. Lớp trong vẫn đi ba cánh thôi. Cho nó nở ra dần. Ba cánh sau đi được bốn cánh. Lớp sau là năm cánh. Nhả ra, nở ra dần. Cái cánh hoa trà ấy là nó có nở ra thì cánh nó vẫn cút vào. Kem hoa xoài.